Thưa quý vị, cần phải tuyên truyền rộng rãi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam. Đây là yêu cầu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Thông tin vừa được chúng tôi cập nhật. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa qua, một số địa phương phản ánh, kênh VTC16 cùng với các phương tiện thông tin truyền thông đã đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm beta agonist có tên là sabutamol hay còn gọi là chất tạo nạc đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc. Vi phạm trên có nguy cơ là không đảm bảo an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, vi phạm quy định của pháp luật. Nhằm chủ động ngăn ngừa và phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hôm qua ngày 10 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc. Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm và sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm, sử dụng chất cấm, định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Cục Chăn nuôi, Cục Thú y để tổng hợp. Cũng liên quan chăn nuôi, trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Bắc Cạn đã xác định chăn nuôi là một thế mạnh của địa phương, trong đó phát triển chăn nuôi quy mô lớn vừa phòng tránh được dịch bệnh, vừa ổn định được đầu ra cho hộ chăn nuôi. Những năm qua thì các hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ đã dần được thay thế bằng các gia trại, trang trại quy mô lớn với các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đầu tư. Có thời điểm, đàn lợn lai của hợp tác xã Quỳnh Trang lên đến hàng nghìn con. Điều đặc biệt là dù quy mô lớn nhưng nguồn thức ăn cho những chú lợn này hoàn toàn tự nhiên, không dùng cám công nghiệp. Do vậy mà giá bán rất cao. Thời điểm cuối năm khi giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg, thì lợn hơi ở đây được xuất bán với giá từ 130.000 đến 150.000 đồng 1 kg. Là duy trì là nó vẫn được cái giá nó ổn định. Cái này thì bây giờ mình đã có đủ bán rồi, mình nuôi như thế nhưng vẫn không đủ bán. Nhu cầu khách hàng là rất là nhiều nhưng mình vẫn không ra đáp ứng nổi. Bên cạnh những trang trại vừa và nhỏ, hiện tỉnh Bắc Cạn có 5 dự án chăn nuôi quy mô lớn đã được đầu tư và đi vào hoạt động. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án chăn nuôi khác, đều là những dự án chăn nuôi quy mô lớn, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, để ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững, Bắc Cạn cũng ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi. Sự trong 2 năm gần đây thì đang có những cái sự chú ý thu hút nhà đầu tư khá lớn. Đầu tiên phải kể đến là trong lĩnh vực chăn nuôi, như đã đề cập thì đó cũng là một trong những thế mạnh của tỉnh, dựa vào cái điều kiện địa lý cũng như khoảng cách với các khu dân cư, đặc biệt là cái tỷ lệ che phủ rừng lớn dẫn tới là cái chăn nuôi cũng mức độ ảnh hưởng môi trường nó không nhiều như các địa phương khác. Năm 2022, thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Cạn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tỉnh này cũng đã có 11 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi đã và đang được triển khai. Theo các quy định liên quan về chăn nuôi thì Bắc Cạn là một trong những tỉnh mà có cơ sở phát triển chăn nuôi lớn nhất trong cả nước. Tuy nhiên vấn đề này thì cũng đang được xem xét đánh giá một cách thận trọng, đặc biệt liên quan dân cư, phải có sự đồng thuận dân cư thì tỉnh mới triển khai cái lĩnh vực này tại những cái vùng, những lĩnh vực mà được sự đồng thuận dân cư. Vâng, thưa quý vị, là theo thông lệ, cứ sau khi mà thu hoạch vụ lúa thì trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lại xuất hiện nhiều đàn vịt chạy đồng từ các tỉnh khác sang ăn đồng. Hình thức chăn nuôi theo kiểu chạy đồng này tuy có ích cho cả người nuôi và nông dân làm ruộng, nhưng việc di chuyển đàn khắp nơi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm. Mùa dịch chạy đồng thường bắt đầu khi lúa vừa thu hoạch. Khi những cánh đồng đã làm đất xong và tiến hành gieo xạ, cũng là đến lúc kết thúc mùa chạy đồng ở địa phương này để các chủ vịt đưa đàn đi đến nơi khác.
Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mỗi địa phương đều có rất nhiều đàn vịt chạy đồng ở các tỉnh lân cận di chuyển sang để kiếm ăn. Mỗi đàn vịt có số lượng từ vài nghìn con đến vài chục nghìn con được thả ăn ở những cánh đồng vừa gặt. Tôi ở Cần Thơ, chạy đồng lại đây cũng 3 năm rồi. Số lượng vịt tôi 5.000. Coi như là dầu mỡ đồ lên, rồi thức ăn lên, rồi chi phí nó nặng, rồi tiền đồng đồ này kia nó thì tính ra lại thua mấy năm trước. Không chỉ tiết kiệm chi phí cho người nuôi, mà hình thức nuôi vịt chạy đồng cũng giúp đồng ruộng sạch hơn, như tiêu diệt các loại côn trùng trên đồng ruộng, và giúp nông dân hạn chế tình trạng lúa dai cho vụ sau từ những hạt lúa bị sót khi thu hoạch vụ trước. Ngoài ra, nguồn phân vịt cũng bổ sung chất hữu cơ cho đồng ruộng. Tuy nhiên, với lượng vịt chạy đồng lớn cũng tạo nên áp lực cho ngành thú y và địa phương trong việc quản lý giám sát dịch bệnh cho đàn gia cầm. Hiện tại thì trung tâm đã cử cán bộ kỹ thuật kết hợp với mạng lưới thú y ở các xã, thị trấn nắm lại số lượng vịt chạy đồng ở trên địa bàn huyện. Đồng thời thì sẽ tiến hành kiểm tra lại cái giấy tiêm phòng của các hộ nuôi. Từ đó thì sẽ xây dựng kế hoạch là tiêm phòng toàn diện đối với vịt chạy đồng có trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì sẽ vận động cho người dân là khi mà phát hiện vịt chạy đồng vào trong địa bàn huyện thì sẽ thông báo đến cơ quan chức năng. Những tháng cuối năm, thời tiết se lạnh rất thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan, nhất là trong thời điểm tổng đàn vịt chạy đồng đang rất lớn. Vì vậy, công tác phòng bệnh vẫn là phương án hữu hiệu nhất. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, người nuôi cần tiêm ngừa dịch đầy đủ để đàn vịt khỏe mạnh. Bên cạnh đó, ngành chức năng địa phương cũng cần giám sát chặt chẽ các đàn vịt trên địa bàn. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do đới gió Nam đông ẩm đang lấn mạnh từ biển vào, cùng với đó là hội tụ gió từ độ cao trên 5.000m đang di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực miền Bắc, nên miền Bắc trong đêm qua và sáng nay vẫn có mưa ở nhiều nơi. Trong đó thì tại khu vực phía Đông có mưa rào và thậm chí có nơi có mưa rông. Dự báo từ ngày 12 tháng 1, toàn bộ khu vực trở lại trạng thái ít mưa, ngày có nắng, nền nhiệt tăng lên mức từ 22 cho đến là 25 độ C và dự báo sẽ còn tăng thêm trong 1 đến 2 ngày sau đó. Và từ ngày 15 tháng 1, khi một đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. Và dự báo đợt rét này sẽ kéo dài sang cả những ngày Tết Nguyên đán. Chuyển sang thời tiết tại các tỉnh miền Trung, các vùng từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận vẫn có mưa và mưa rào, tuy nhiên lượng mưa không lớn, chỉ từ 5 cho đến 10mm. Và tại khu vực Nam Trung Bộ, trời cũng chuyển nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 23 cho đến là 25 độ C. Khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận, trời tạnh ráo, có nắng về chiều và nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến là 30 độ C. Và dự báo từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trời sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét. Còn tại khu vực phía Nam, thời tiết phổ biến trời nhiều mây, có mưa rào ở vài nơi. Riêng miền Tây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến là 31 độ C. Thưa quý vị, hiện chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những nông dân trồng hoa đang nhộn nhịp chuẩn bị một mùa hoa với đủ loại hoa, đa dạng màu sắc. Trong đó thì cúc là loài hoa được trồng phổ biến nhất vì chúng có màu sắc đẹp, phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên thì hoa cúc thường hay bị bệnh đốm đen gây hại, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm chất của hoa. Bệnh hại chủ yếu trên lá và lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu nâu xám, sau đó thì mô bệnh lan rộng có dạng hình tròn hoặc là hình bầu dục ở giữa màu trắng xám. Đường kính vết bệnh sẽ từ 0,5 cho đến 1 cm. Bệnh nặng, các vết bệnh có thể liên kết nhau tạo thành đốm lớn và trên mô bệnh giai đoạn. Về sau thì thường hình thành các chấm nhỏ màu đen, đó là quả cành của nấm gây bệnh. Gặp điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều, mô bệnh sẽ dễ bị thối nhũn, chuyển sang màu xám đen. Trong điều kiện khô hanh, mô bệnh sẽ dễ bị rách nứt. Bệnh đốm đen lá hoa cúc thì thường phát sinh phá hại mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa gió nhiều. Bệnh cũng thường phá hại trên các ruộng trồng hoa cúc trũng thấp, nước thường ứ đọng và mật độ trồng dày, khoảng 600.000 cây trên 1 hecta. Bệnh hại nặng trên các ruộng hoa cúc trồng độc canh. Và sự phát triển của bệnh còn liên quan mật thiết với sự phá hại của các loài côn trùng miệng nhai và tạo vết thương, xây sát trong quá trình cắt tỉa, chăm sóc và vun sới. Bệnh cũng gây thiệt hại nặng trên những ruộng hoa cúc bón NPK không cân đối và thiếu kali. Để phòng trừ bệnh đốm đen, lá hoa cúc cần phải kết hợp áp dụng đủ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như sau.
Trước tiên thì cần chọn và sử dụng các giống chống chịu bệnh. Chọn đất cao ráo có hệ thống tiêu thoát nước tốt và lên xuống cao. Thực hiện biện pháp luân canh với cây trồng khác họ, không trồng độc canh hoa cúc nhiều năm. Mật độ trồng cũng cần phải vừa phải, không trồng quá dày. Ngoài ra thì bón phân NPK đầy đủ, cân đối và hợp lý, nên bón lót phân chuồng hoai mục trước khi trồng và bón đầy đủ kali. Trong trường hợp bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học được khuyến cáo để phòng trừ. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.